Xin chào toàn thể các bác, mình em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về một lô vang gần 30 con X12. Thì đây là một cái sản phẩm vang cao cấp của họ nhà X có tên là Dedanking DK8600. Thì cái lô này bên em về được 30 con đều đẹp như nhau, phải nói là cực kỳ đẹp cho một cái sản phẩm vang cao cấp X12. Thì trên dòng vang X12 này thì nó sử dụng cho con vang này là một con chip 21489. Đấy, và main mạch của dòng vang X12 này thì các bác và anh em dùng sẽ yên tâm. Thứ nhất là không lo hàng nhái. Thứ hai là nó sử dụng linh kiện rất chất lượng vì nó là dòng vang bản châu Âu các bác nhé. Thì dòng vang này nó đã được cải tiến rất nhiều về phần mềm và về đường sau. Đường sau của nó thì nó sẽ tích hợp cho bác và anh em là cổng quang này. Đấy, vẫn có tín hiệu in 1, in 2 bằng bông sen và đường ra bằng cổng bông sen cũng có đường rách. Và đường Canon thì nó vẫn có 6 đường như những cái dòng vang X5 và X6 hay là X7, X8, X10. Và trên dòng vang X12 thì nó sẽ cải tiến cho bác và anh em thêm là hai đường mic đường sau nữa, để các bác và em có thể là cắm mic đường sau cho nó gọn gàng hơn. Dòng vang X12 này thì mặt của nó là màu xanh và điểm nhấn của nó được vát hai đầu chỗ tai bắt tủ máy, nhìn rất đẹp quá nhá, nhìn rất đẹp. Trên đây thì em cũng đang cắm một con vang X12 thì nó cũng sử dụng 4 nút chiết áp như những cái dòng vang X khác. Đấy, có nút music, có nút mic và có nút effect và có một nút control để các bác và anh em tinh chỉnh. Thì những cái dòng vang X này các bác và anh em chơi thì các bác và em phải hiểu những cái nhiệm vụ nút của nó. Chẳng hạn trên dòng vang này thì nó sẽ có đường chỉnh mic A và mic B. Thì khi các bác và anh em muốn chỉnh mic thì các bác và anh em phải kiểm tra xem là đường mic nó sẽ có bao nhiêu cần equalizer, đúng không ạ? Đấy. Thì khi các bác và em tinh chỉnh cho mic A thì nó sẽ có chế độ trung hú này. Và trên dòng vang X thì nó sẽ có chỉnh tín hiệu độ nhạy cho tiếng mic. Đấy. Các bác và anh em, cái này thì nó sẽ chỉnh độ nhạy từ 0 dB đến 10 dB. Đấy các bác nhé, 0 dB đến 10 dB. Thì cái chỉnh độ nhạy này phải nói là rất hay cho một chiếc vang số. Chỉnh thường thì nó chỉ có chỉnh độ nhạy cho nhạc thôi, nhưng mà trên X12 này thì nó đã chỉnh độ nhạy cho tiếng mic rồi này. Đấy, và nó sẽ cũng có là HPF tức là cắt giải trầm cho mic này, và LPF tức là cắt giải cao cho đường mic. Và trên chiếc vang X12 này thì nó sẽ có tới 20 cần equalizer để các bác và em tinh chỉnh mic các bác nhé. Thì tương tự như vậy, mic B cũng vậy. Và có chỉnh cho đường E cho. Đường E cho thì nó cũng có chỉnh cho E cho của mic A và E cho của mic B. Đấy, hai đường E cho riêng biệt luôn. Đấy, và đường E cho của nó cũng có HPF và có LPF. Và có 7 cần equalizer cho đường E cho. Phải nói là cực kỳ chi tiết luôn. Thì đây là em giới thiệu thôi, còn về cái hướng dẫn chỉnh vang số X12 thì để cái video sau em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em. Và sang một dì vợt, đấy, dì vợt thì các bác và anh em cũng có chỉnh HPF và LPF cho đường dì vợt này, quá chi tiết. Và có 7 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh cho dì vợt các bác nhé. Thì thông thường ở trên những cái dòng vang X kia thì nó chỉ có đường chỉnh cho equalizer cho đường E cho thôi. Chứ còn trên X12 này thì nó sẽ có cả chỉnh equalizer cho dì vợt, E cho 7 cần và dì vợt 7 cần các bác nhé. Và sang phần music, đấy, sang phần music thì nó cũng có là HPF tức là cắt giải trầm này, LPF tức là cắt giải cao cho tiếng nhạc này. Và đường nhạc thì các bác và anh em kiểm tra xem là bao nhiêu cần equalizer. Đấy, đường nhạc thì nó lên tới 15 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh cho nhạc, phải nói là rất chi tiết. Về phần mắt in, chỉnh đầu ra, đấy, mắt in này thì các bác và anh em cũng kiểm tra xem là nó sẽ có bao nhiêu cần equalizer. Và mắc in này nó cũng có HPF và LPF. Và đường mắc in này nó sẽ có 10 cần equalizer để cho bác và anh em tinh chỉnh các bác nhé. Đấy, còn nút C và SC tức là các bác và anh em chỉnh cổng center và cổng sub này, à cổng surround. Và nút sub là chỉnh cho sub. Stem tức là các bác mình muốn hạn chế độ min độ mắc của chiếc vang, và đặt mật khẩu DCAT tức là gọi chương trình, server tức là lưu. Đấy, nút ESC là nút thoát về màn hình chính. Đấy, thì trên chiếc vang X12 này thì một, các bác mình có thể là chỉnh tay, hai là các bác mình có thể là chỉnh phần mềm các anh nhé.
Thì khi các bác và anh em dùng sản phẩm vang X12 này, nó cực kỳ chi tiết cho bác và anh em về phần nhạc hay là về phần mic, về phần echo và dị vật. Một con vang số cao cấp X12 rất đáng để các bác và anh em chơi và siêu tầm. Thì giá con vang này là 3.800.000 một con, bao ship và có cả điều khiển, có cả dây dắt cho bác và em dùng âm ly hay cục đẩy quá nhá. Đấy, một con vang này em cũng chưa chỉnh trọt gì đâu mà chất âm mic của nó đã rất hay rồi. Thì khi gửi cho bác và anh em thì em sẽ cố gắng cài đặt cho bác và anh em những cái chế độ để các bác và anh em về nghe nhạc hay hát karaoke trên dòng vang X12. Một ngày một năm sau bình minh. Đấy, phải nói là cái chất âm của dòng vang X12 nó có một cái chất âm mic phải nói là rất trầm ấm và hay các bác nhé. Trên đây thì em cũng đang sử dụng dòng mic Beyer BSK890 mà bên cửa hàng cũng vừa về xong. Thì cái sản phẩm mic này nó là sản phẩm mic Beyer chính hãng, tay da cá các bác nhé. Bộ mic này thì có giá tiền là 2.700.000, bao ship cho các bác ạ, 2.700.000. Một hai một năm sáu bảy li một hai. Đấy, cho gì vật của chiếc vang X12 phải nói là rất gọn gàng và rất chi tiết. Thì để video sau thì em sẽ hướng dẫn thứ nhất là chỉnh phần mềm, thứ hai là chỉnh tay trên dòng vang X12 cho bác và anh em. Thì bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm vang X12 thì liên hệ với em theo số điện thoại của Trần Hưng Audio 0972951003. Thì bên em là một đơn vị chuyên cung cấp và bán thiết bị âm thanh hàng bãi cao cấp cho bác và anh em. Thì các bác và anh em mua hàng của bên cửa hàng được nhận hàng, kiểm tra, thử hàng trước khi thanh toán tất cả các sản phẩm như là vang, mic. Đấy, ngoài vang X12 thì em vẫn còn dòng vang DMX DK5800 hay là mic Beyer vừa về đấy các bác này. Đấy, hay là mic Beyer bị xanh vẫn còn hàng. Rồi, cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video của Trần Hưng. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.